Ngon quá đi, ngon quá đi. Trời ơi, cái người này là ai vậy? Ai vậy? Không biết sao lại không đủ gì trời chứ. Không được ăn đâu, ăn mấy thứ đó. Ăn mấy thứ đó, ăn cũng được dơ lắm. Ngon, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Nè, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đi, không được ăn. Nè, nè, đứng dậy đi. Đây là vàng đó. Nè, không được ăn. Người nhà tới tìm ngươi kìa. Nhìn thấy cái gì là ăn cái đó à? Hả? Đừng ăn nữa, đứng dậy đi. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Tao đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đúng là ngốc thiệt. Đúng là điên thiệt. Đúng là ngốc gì đâu. Điện hạ. Điện hạ. Người là hoàng điện, người là hoàng tôn của tiên đế. Là đương kim bệ hạ có lời nhờ tôi tới đây để tìm người. Ở đây không có người ngoại, người không cần phải diễn tuồng nữa. Đây là ngọc bội của tiên đế, dùng để làm tín vật. Điện hạ, tiên đế ơi, đại tận sắp vong rồi. Ý. Ý. Công tử điện hạ, xin hãy theo thần về Hàm Dương. Ý. Ý. Nè, ngươi nghe thấy chưa? Điện hạ, bây giờ thiên hạ đại loạn là lúc tường thành bị sụp đổ. Chẳng lẽ người thật sự không mạng tới sao? Nếu như người đã quên, phụ thân, mẫu thân và huynh đệ của người đều bị Triệu Cao đó hãm hại. Trước đây tiên đế đối xử với người và phụ thân người yêu thương như vậy, thì người cứ giả điên đi. Ngươi không nghe thấy tiếng của cây đậu thì ta không nghe thấy ngươi nói. Điện hạ, cho dù người không lấy danh phận hoàng điệt trở về, vậy thì người cũng nên đi xem thử hộ hợi. Ngày ấy thật sự không trụ được nữa. Công tử điện hạ, ngươi thật sự không nghe thấy sao? Khi cây đậu này nó lớn lên, nó vừa mọc, nó vừa kêu rằng: ta biết rồi, ta biết rồi. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Ồ, vậy thì ta sẽ xem xét lại. Ê, ngươi, ta biết ngay là ngươi lừa ta. Ngươi trả lại cho ta. Ngươi trả lại cho ta, ta theo ngươi trở về. Nói là phải làm đó. Nói là làm, nói là làm. Công tử điện hạ, xin người thay đồ đi. Đi Hàm Dương trồng cây thôi. 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 Được rồi, người cứ trồng hạt giống xuống đi, rồi hãy lấy lại tất cả những gì mà người đã đánh mất. Đi Hàm Dương trồng cây thôi. Đi Hàm Dương trồng cây thôi. Đi Hàm Dương trồng cây thôi. Tử Anh, Tử Anh, hảo điệt nhi của ta, cuối cùng con cũng đã tới rồi. Tất cả đều là do Triệu Cao làm hết. Quả nhiên là do bị uy hiếp mà thôi. Tất cả trò đùa là của Triệu Cao hết. Tử Anh à, quả nhân bệnh nó vào xương cốt. Vị trí của quả nhân sớm muộn cũng là của con thôi. Của con đó. Hả? Chúng ta nhất định phải cùng liên kết lại, đoạt lại xã tắc của tiên đế. Từ trong tay của tên Triệu Cao đó, phải đoạt lại nó. Con thích không? Cái này chỉ cần con thích, số muộn gì cũng là của con thôi, cầm lấy. Còn nữa, tất cả những thứ ở trong cung chỉ cần con thích, con có thể cầm đi hết. Hả? Khốn kiếp,
Con định làm gì vậy? Con điên rồi hay sao? Hoàng tử bớt giận, tử anh là người điên mà. Tử anh à, tới đây, tới đây, tới đây. Tử anh à, quả nhân đã trách lầm con rồi. Con không điên, ta cũng không điên, chúng ta đều không điên. Con hãy quên hết chuyện trước đây đi. Chúng ta phải bắt tay nhau cùng làm kế lớn đó. Tử Anh, lẽ nào con đã quên mất xã tắc của đại tần rồi hay sao? Hoàng thượng, người đừng la, tiếng la của người sẽ dẫn người của Triệu Căn tới đây đó. Bệ hạ, đây đều là lỗi của Chương Hàm hết. Ngươi thì sao? Ngươi thì sao? Thật là to gan mà. Ngươi có phải cho rằng trẫm mới 3 tuổi hay sao? Hả? Không phải ngươi nói chỉ là mấy tên thổ phỉ trộm giặc thôi sao? Bây giờ thì sao hả? Ngươi cứ luôn gạt trẫm, trước giờ vẫn luôn gạt trẫm. Cái đám các ngươi nữa, đại thần khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, có tội. Trẫm nên sớm đem đám các ngươi nè, đem thiên hết, đem thiên hết. Đúng, ngươi không cần nhận tội này làm gì, ngươi cũng không còn cái gì mà thiên nữa. Bệ hạ, lão thần một lòng trung thành phục vụ bệ hạ nhiều năm, bệ hạ không được nghe người khác nói sai sự thật. Cút, cút! Khoan, đây chính là cơ hội, các ngươi hiểu không hả? Được, kể từ hôm nay trẫm phải cứng rắn, đích thân xem chiến báo từ các nơi, trẫm phải đích thân chỉ huy quân đi đánh trận. Khi xưa có thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, trẫm chính là nhân hoàng nhị thế, nhất thế thống nhất thiên hạ, nhị thế trị quốc an dân. Truyền chỉ của trẫm chiếu cáo thiên hạ, trẫm phải cởi ngựa thân chinh ra trận. Xem ra nhiệm vụ quan trọng của đại tần hiện bây giờ đã rơi vào tay của trẫm rồi. Thừa tướng đại nhân, từ từ thôi. Hoàng thượng hôm nay đúng là điên thật rồi. Điên? Hồ Hợi đúng là điên thật rồi. Người mỗi ngày liều mạng cho triều chính, không ăn không ngủ. Tiếp tục như vậy sẽ không trụ được mấy ngày. Người còn nói từ nay phải cứng rắn, mỗi ngày phải nghe chiến cáo từ khắp nơi, còn phải đích thân dẫn quân tới Cự Lộc tham chiến.
chấn hưng đại tần hùng mạnh đã khiến cho các đại thần không nói được gì hết. Dọa chết lão nô rồi. Đại tần có hy vọng rồi. Lão phu nhân xin đứng lên. Công tử, những năm qua âm ức cho ngài rồi. Mấy năm qua cũng vất vả cho người rồi. Ngài khiến cho tôi lo lắng quá. Xin lỗi, ta cũng là dạng bất đắc dĩ. Công sức ta bỏ ra cũng không phải phí phạm. Ta sống tiếp chính vì ngày hôm nay. Tên rùa trút cổ này làm ta tức chết mà. Nhật Trường đại nhân, phải làm sao đây? Ta quyết định lập tức tiêu diệt tên Hồ Hợi, bảo đảm tính mạng trước rồi mới quyết định làm gì sao. Nhưng mà thời cơ... Ôi trời ơi, chuyện này còn phải đợi thời cơ sao? Ngươi là Hàm Dương lệnh, chuyện này có tác dụng rất lớn. Ngươi cũng có thể tự nghĩ ra là có một tên trộm đêm tối đột nhập vào cung cấm. Ngươi mới dẫn binh vào cung bắt hắn, nói Lan Trung lệnh làm nội ứng, nhân cơ hội giết chết hắn ta luôn. Chúng ta có thể lập công Tử Anh lên làm tam thế. Tử Anh luôn nhân từ thanh đạm, ở châu quận có quy vọng khá cao. Như vậy chúng ta mới có thể tạm thời khống chế được tình hình. Chuyện này làm thế nào được chứ? Pháp độ triều đình nghiêm ngặt, lính của chúng ta thậm chí là không dám tới gần cung cấm. Ngươi đi theo ta. Tao biết ngay là ngươi sẽ băn khoăn lo ngại, vì vậy đã đón mẫu thần ngươi tới đây rồi, cho ngươi một ngày để chuẩn bị binh lực. Ngươi hãy yên tâm làm tốt tất cả việc ta giao, nhớ kỹ phải thật nhanh. Hiện tại không phải hắn ta sụp đổ thì chính là chúng ta tiêu đời. Dạ. Triệu Cao đâu? Thừa tướng vẫn đang bị bệnh. Trẫm tức khí đầy bụng, muốn triệu hắn tới bàn bạc. Mấy lần hắn đều viện cớ không tới. Ý hắn là sao đây chứ? Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ vừa nhận được tin tức thổ phỉ Lưu Bang dẫn theo vạn quân tới gần Vũ Quan. Ngươi mau tới tướng quốc phủ đi tìm Triệu Cao. Nhìn thấy hắn ta hãy nói với hắn tiên đế luôn nghĩ cho ngài, hoàng thượng hoàn toàn nghe theo ngài. Bây giờ thổ phỉ Lưu Bang đã tới gần Vũ Quan, Hàm Dương nguy kịch, nguy rồi. Hoàng thượng mấy lần triệu ngài tới bàn nghị sự, tại sao ngài lại không lên triều hả? Tại sao vậy? Tại sao hả? Bệ hạ, bệ hạ bất giận. Triệu hắn tới mau, nếu không phạt tội. Dạ.
nhà Trương đại nhân, đi hay là không đi? Ta thì muốn đi đó, nhưng mà một khi hoàng thượng biết chuyện, vậy không phải tự đâm đầu vào rõ sao? Nhưng mà chuyện này không thể thoát được, đây cũng không phải là cách hay. Ta cũng biết ngài ấy hận ta rất nhiều, là bởi vì hoàng thượng luôn bảo vệ ta nên ta mới bình yên vô sự. Nhưng mà một khi hoàng thượng trở mặt thì đám người đó sẽ mượn gió bẻ măng hạ bệ ta. Tới lúc đó các người đều phải chết. Xin nghe theo thủ tướng sắp xếp. Các ngươi đều là những người mà ta tin tưởng nhất. Hôm nay có chuyện nguy cấp, cho nên mới triệu các ngươi tới để cùng nhau bàn bạc một chút. Mọi người hãy nói xem, coi thử có chủ ý nào hay không. Cái tên rùa trục cổ này, trước giờ ta luôn tận tụy trung thành với hắn. Ta giúp hắn bày mưu tính kế, giúp hắn đăng ngôi vị hoàng đế, cho hắn được cả thiên hạ triều bái. Nhưng hắn nói trở mặt là trở mặt, thật vô tình vô nghĩa mà. Đúng vậy, thật là vô tình vô nghĩa. Đúng, vô tình vô nghĩa. Nếu như hắn đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta sẽ phế hắn. Sao vậy? Hả? Các ngươi không đồng ý, không tán thành à? Triệu Thành, ngươi nghĩ như thế nào? Đại ca, tiểu đệ không có gì muốn nói hết. Nếu không thì cả nhà lớn nhỏ chúng ta đều phải chết hết. Còn ngươi nữa, Lang Trung Lệnh, bị chức luôn nghe theo lệnh thừa tướng sắp xếp, nhưng không biết là sau khi phế hoàng thượng xong chúng ta sẽ làm gì. Tử anh mặt mũi hiền lành, hy vọng trong lòng dân chúng uy tín khá cao. Ta muốn lập tử anh. Hôm nay tôi sẽ phát động quyện tốt, lập quân truy bắt đào tặc. Xin Lang Trung Lệnh lập nội ứng, vì an toàn trước mắt, cũng vì giải quyết âu lo cho sau này. Lúc mọi người tới đây, tôi đã phụng mệnh của thừa tướng đón tất cả người nhà của hai người tới phủ. Hiện giờ bọn họ đang ở cùng với gia mẫu của tôi. Hai người quyết định đi, sống hay là chết chính là hôm nay. Là ai đó? Sao vậy đại nhân, không nhận ra tôi hay sao? Hàm Dương lệnh Diêm Lạc. Có chuyện gì? Kẻ trộm nhập cung, sao không ngăn chặn cho được? Hàm Dương lệnh, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Cấm cung canh giữ rất nghiêm ngặt, lấy đâu ra kẻ trộm chứ? Xem ra ngươi là tòng phạm nên mới che giấu không báo. Ngươi bắt lấy. Không được động, không được cử động. Hàm Dương lệnh, ngươi muốn tạo phản đúng không? Bệ hạ, thần thiếp đóng như vậy người cảm thấy thoải mái không? Nè bệ hạ, người nếm thử quýt của thần thiếp lột nha. Thank you.
rồi hả? Bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Người hốt hoảng cái gì chứ? Từ từ nói. Đánh. Đừng chạy mà. Người có biết xảy ra chuyện gì không? Bệ hạ không cần hỏi, chắc cũng đã hiểu rõ. Triệu thừa tướng phản rồi. Triệu Cao phản rồi? Triệu Cao đó âm mưu đã lâu, không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Tôi từ mã lệnh và thị vệ ở trong cung cũng sớm đổi thành tâm phúc của ông ta rồi. Đây là chuyện mà người ở trong cung ai ai cũng biết. Khốn kiếp, sao ngươi không nói sớm chứ? Nếu như thần nói ra, cái đầu thần sớm đã bị chặt rồi, làm sao sống tới ngày hôm nay? Vậy sao ngươi không chạy đi? Ngay thời khắc này thần không thể chạy. Tên của ngươi là gì? Hàng Đàm. Hàng Đàm. Lại hả? Vào đi, nhanh lên. Chạy rồi. Hồng quân, quan dâm vô đạo, lạm sát người vô tội, người trong thiên hạ này đều phản đối ngươi. Tốt nhất là ngươi hãy tự xử đi. Cái gì? Ngươi dám gọi trẫm là hôn quân? Ngươi điên rồi hả? Ta có thể gặp thừa tướng không? Không được. Được thôi, ngôi hoàng đế ta có thể không làm. Có thể phong làm vương một quận không? Không được. Giáng hổ hầu? Không được, chính là không được. Đừng có nói nhiều lời. Vậy ngươi có thể tha mạng cho ta có được không? Để ta dẫn theo thê tử sống một cuộc sống bá tánh bình thường được không? Ta phụng lệnh của thừa tướng tới đây để giết ngươi, để hạ lòng người trong thiên hạ. Ngươi còn nói nhiều nữa, ta cũng sẽ không về bẩm báo với thừa tướng. Người đâu? Có. Chém hắn đi. Khoan đã. Thật không ngờ mà phụ hoàng, một tay người xây dựng nên đế quốc Đại Tần, là bị hủy hoại trong tay của con. Phụ hoàng vốn mong muốn có thể kéo dài thiên thu vạn đại, nhưng người sao có thể ngờ được đế quốc Đại Tần này chỉ có hai đời vua. Trẫm hối hận, trẫm hối hận lúc đó đã giết chết Lý Tư. Trẫm thật hối hận vì lúc đó đã giết chết Bóng Đêm. Nếu như hôm nay chỉ có một người còn sống, sao có thể tha thứ cho tiểu nhân lập loạn? Ta đã hiểu rồi, đây là ý ông trời cố ý mượn tay của Triệu Cao để trừng phạt người nước Tần ta. Phản tặc Triệu Cao, sao ngươi lại trốn như vậy? Ngươi muốn giết vua, ngươi tự làm đi.
tới tự tay lấy mạng của ta đi. Tới đây đi. Người đâu? Có. Khoan đã. Trước tình cảnh này, trẫm cảm khái vô cùng. Ta muốn ngâm một bài thơ. Nhanh lên có được không? Ta sẽ đếm tới ba. Nếu không thì ta sẽ động thủ đó. Một, hai. Khoan. Bỏ đi. Thật sự không ngờ tới thời khắc này rồi. Tới một bài thơ trọng cũng không ngâm ra được. Người đâu? Có. Trói hắn lại. Khoan đã. Khoan. Dù thế nào ta cũng là một vị hoàng đế. Mạng của ta, ta tự kết thúc. Đại tần, giống rồi. Hằng Đàm, có thần, người giúp trọng được không? Thần xin được tiễn bệ hạ. Vào trường đại nhân. Phạm tiên sinh, lương thực quân ta đã không đủ ăn nữa. Thời gian ngắn bắt được 20 vạn binh tần, xem ra thì đây không phải là chuyện tốt. Thượng tướng quân đã nói gì? Thượng thừa tướng tối qua đã rời khỏi doanh trại, không biết đi đâu. Mà tại sao quân không nói sớm? Mặt tướng cũng vừa mới biết thôi. Cho. Tướng quân, lần này ra trận giết địch, trong lòng thiếp thấp thỏm không yên, lo sợ chàng sẽ gặp điều gì bất trắc. Không được, cả người đầy bụi bặm sẽ làm dơ nè.
Thiếp không sợ đâu. Thượng tướng quân, ta tìm ngài có chuyện gấp cần bàn. Nàng về trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Á phụ, có chuyện gì mà gấp như vậy? Tướng quân, tối qua ngài đã đi đâu vậy? Ta đưa người ra bên ngoài đi tuần, phát hiện nhóm nhỏ người ngựa của quân Tần, thuận tay tiêu diệt luôn. Chuyện nhỏ như vậy đâu cần tướng quân phải đi, đại quân không thể một ngày vô soái. Được rồi, không phải là ta đã về rồi sao? Được rồi, ngồi ngồi ngồi. Nè, nè, ngồi đi. Hai người đó không cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Nghỉ ngơi mà người nói là bên cạnh cô ta. Á phụ, tại sao lại hỏi như vậy? Tướng quân muốn thành đại sự phải lánh xa nữ tử đó. Á phụ à, việc gấp mà người nói chính là chuyện này sao? Không, Chương Hàm hiện giờ án binh bất động, lương thảo của chúng ta không còn nhiều nữa. Hiện tại thì có một nỗi lo, là làm sao cho mười mấy vạn quân Tần bị bắt giữ được ăn no bụng trước đã. Lo lắng của ngài cũng là lo lắng của ta. Nếu để bọn họ đói, bọn họ bạo động, đưa cho bọn họ vũ khí, để bọn họ giao chiến với Chương Hàm, không chừng ngày nào đó họ quay lại tấn công, xoay chuyển mũi giáo hướng về quân sở chúng ta. Như vậy một đám tù binh lớn, tốt nhất là nên để bọn họ ở phía sau, nhưng sẽ ảnh hưởng tới bước chân chúng ta. Chúng ta làm sao tấn công, làm sao tiến lên, làm sao đi bao vây Cất Nguyên Thành? Một số lượng lớn tù binh như vậy, không chừng ngày nào đó sẽ tấn công sau lưng chúng ta. Giết chết có được không? Không thể giết chết. Cách tốt nhất cho đội quân của Chương Hàm đó chính là đầu hàng. Đây là sự thật bày ra trước mắt. Nếu bây giờ người giết chết tù binh, kẻ địch trở nên thất vọng, cũng đồng nghĩa sẽ nâng cao sĩ khí của kẻ địch. Nếu như vậy quân ta sẽ rất khó di chuyển, và đây chính là nguyên nhân. Nếu như xét về mặt ý nghĩa này, đối với quân chúng ta, trận chiến cần tập trung sức lực, trái lại nó trở thành gánh nặng vô cùng to lớn. Tướng quân, một trận chiến nhỏ như đánh một tiền đồn, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà tướng quân, người không quản trận lớn trận nhỏ, người luôn là lính tiên phong, xung phong phía trước. Binh sĩ cũng phải liều mạng đi theo người. Quân ta có người dẫn đầu dũng mãnh, cũng giống như trên chiến trường Cự Lộc này vậy. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn đâu. Chúng ta tốn quá nhiều sức lực rồi. Quân sở gặp trận tất thắng, quân Chương Hàm mỗi trận chiến đều rút về. Trong trận Cất Nguyên Thành thương vong vô số, mấy ngày nay hắn án binh bất động, danh tiếng của Chương Hàm cũng dần dần đi xuống. Tuy nhiên, chủ lực của quân địch, thực lực của bọn chúng vẫn còn, cũng giống như có thể nói lấy sông Chương làm ranh giới, tạo nên thế bao bọc vững chắc. Mùa đông thì cũng đã qua rồi, mặt đất cũng đã bắt đầu ấm trở lại, nhưng tình hình hiện tại lại không có chuyển biến gì hết. Dùng đất Trung Nguyên, Long dân hiện giờ không còn hướng về nước Tần nữa rồi. Chương Hàm sẽ nhanh chóng bị cô lập, nhưng vẫn có thể giữ trận thế vô cùng chặt chẽ đối với quân ta. Không hổ là danh tướng thiên hạ mà. Lưu Bang đâu? Bây giờ hắn sao rồi? Người cho rằng quân Lưu Bang là thứ yếu ớt à? Bây giờ đã từng bước từ từ tiếp cận vùng đất Quan Đông, họ tới vùng Vũ Quan rồi. Đây chính là điều khiến ta cảm thấy không yên tâm. Trước đây Hoài Dương giao hẹn, người giao quan trung trước là Dương, nhưng mà Chương Hàm đã khống chế chúng ta ở Trung Nguyên, khiến chúng ta khó lòng mà tiến lên, và điều này không có lợi cho chúng ta. Đây chính là cục diện khiến người khóc không được, cười cũng không xong. Tướng quân,
tướng quân Trần Dư của nước Sở cầu kiến. Chúng tôi thắng ở Cự Lộc, con đường tới Quan Trung đã được khai thông. Ngài cứ dây dưa với Trương Hàm đang ngoan cố bảo vệ Cước Nguyên thì chỉ uổng phí thời gian và cả sức lực mà thôi, nhưng không có được lợi lộc gì. Ông muốn nói gì đây? Đánh trận mục đích chỉ vì tranh giành lợi ích thôi. Trong thời điểm này, Lưu Bang đang thống lĩnh đại quân hướng tới Quan Trung. Tướng quân, Hoài Dương có giao ước ai vào quan trước làm vương. Ngài chắc chắn không muốn đem công lao này hai tay dâng cho họ phải không? Tôi nghĩ nên khuyên Trương Hàm đầu hàng đi. Khuyên Hàm? Ông muốn ta giảng hòa với Trương Hàm? Ta vẫn chưa đánh bại hắn ta kìa mà. Ông tới mục đích là để nói với ta chuyện này sao? Ta vẫn còn có quân vụ khác. Á phụ, làm phiền người tiếp đại khách. Mời ngồi. Mời ngồi. Tạ tiên sinh. Cứ tiếp tục nói đi. Hàng tướng quân tuy chiến nhưng không thắng, thật ra trong lòng biết rất rõ, nhưng chẳng qua là trọng sĩ diện, không muốn chấp nhận mà thôi. Trương Hàm là đối thủ rất mạnh, nếu như chỉ dựa vào du thuyết tung hoành muốn hắn ta đầu hàng, đồn ra ngoài thật sự là không hay cho lắm. Nhưng mà tiên sinh, chắc ngài cũng hiểu rõ phải không, nếu như có thể nhanh chóng kết thúc chiến sự để bảo toàn được thực lực, tôi không tìm ra lý do nào để từ chối hết. Trương Hàm tay nắm binh quyền, một lòng trung thành đối với nước Tần, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể quyết chiến, tại sao phải đầu hàng chứ? Đương nhiên trung thần không bao giờ quỳ gối trước kẻ địch, nhưng nếu như triều đình đã hoàn toàn mục nát rồi, ngay cả trung thần cũng không thể nào chịu nổi. Dù ngài có kiên cường tới đâu, e là cũng sẽ dao động thôi. Hãy để tôi đi thuyết phục Trương Hàm, không thể chờ đợi thêm được nữa. Tiên sinh. Tại hạ Trần Dư. Trần Dư là hạng vũ phái ông tới phải không? Ta lấy danh nghĩa cá nhân tới đây, nhưng mà trước khi tới đây ta có gặp hạng tướng quân. Được rồi, mời ngồi. Đa tạ tướng quân. Ông là danh tướng đương thời, Trần Dư to gan xin hỏi điều này. Tướng quân ông cảm thấy so sánh với Bạch Khởi Mông Điềm thì như thế nào? Không dám so. Bạch Khởi cả đời đã lập vô số chiến công, tới cuối cùng ông ấy vẫn bị đuổi khỏi Hàm Dương, được ban kiếm tự dẫn. Còn đại tướng Mông Điềm, ông ấy cũng công cao cái thế, cũng chết do Triệu Cao hãm hại. Tại sao triều tần của các ông lại như vậy chứ? Nghe nói một khi công lao quá lớn, khi không còn đất để ban thưởng nữa, thì triều đình sẽ tìm cớ giết người đó giải quyết vấn đề. Điều này truyền thống của Tần. Tướng quân vốn là người Tần, ta tin là ông đây hiểu rõ hơn ta rất nhiều. Hiện nay triều Tần chỉ còn lại một danh đại quân lớn của ông thôi. Có điều đội quân Quân Khởi Nghĩa càng ngày càng nhiều, tướng quân không có được quân bổ sung, ngày tháng lâu dần khó tránh thất bại. Ta thật tình không hiểu nổi, tướng quân, ông cực khổ chống đỡ điều này là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tên gian thần Triệu Cao đó à? Một người trung thành chất phác như tướng quân chấp nhận trở thành tội nhân bị đời sau thoá mạ sao? Hả? Vậy theo ông thấy ta cần phải làm gì?
chuyển hướng đại quân tấn công Hàm Dương. Ông sẽ cùng với chư hầu các lộ phân chia tầng, xưng Dương xưng hầu. Nếu tiếp tục chống lại thì sẽ trở thành tội nhân bị chém đầu giữa phố. Tướng quân có hai con đường trong lựa chọn. Lời ta đã nói xong, mong ông suy nghĩ. Trần Dư, những lời sâu trọng. Ta nể tình ông với thân phận sứ giả, ta không giết ông. Đi đi. Trần Dư cáo từ. Tướng quân bảo trọng. Trường sư đại nhân, dường như ngài có điều gì muốn nói với ta. Ta thấy tên đó đã nói đúng. Tướng quân, ngài tiếp tục lập công sẽ chết, không lập công cũng sẽ chết. Trường sư đại nhân, Chương Hàm này chỉ là một võ phu. Ta cho rằng điều thú vị nhất trên đời là xông pha xa trường. Ta không hề quan tâm tới sự sống chết. Người là tướng quân thống lĩnh, cho nên cần phải suy nghĩ cho các huynh đệ. Nếu như tướng quân làm tướng quân cho Hạng Vũ, chắc chắn bọn họ rất tôn trọng người, sẽ phong người làm thủ lĩnh. Trước đây Bạch Khởi cũng được, Mông Điềm cũng được, tất cả các tướng lĩnh ở trong lòng tướng sĩ đều rất được kính trọng. Tướng quân chính là một người như vậy. Ý của ngài muốn nói Chương Hàm này nếu thống lĩnh quân đầu hàng kẻ địch, chỉ cần binh sĩ của ta vẫn ủng hộ ta thì ta vẫn là một tướng quân vĩ đại như xưa, đúng không? Chiến đấu thì cần phải có ý nghĩa. Ta cho rằng bây giờ cần phải kết thúc trận chiến, thống lĩnh binh sĩ sống sót trở về quê hương, đó mới chính là ý nghĩa lớn nhất. Trước mắt tướng quân cần nghĩ cho sinh mạng của mấy mươi vạn binh sĩ, tuyệt đối không được chỉ nghĩ cho mình thôi. Tướng quân, ta và Hạng gia có mối quan hệ. Năm đó khi ta còn làm cai ngục ở Lịch Dương thì Hạng Lương đã giết người tới tìm ta. Ta thấy hắn cũng là hảo hán nên đã thả đi. Nếu tướng quân thấy không tiện, ta có thể âm thầm phái sứ giả tới gặp Hạng Vũ bàn bạc. Điều mong mỏi nhất của ta trên đời này chính là thống lĩnh đại quân cùng kẻ địch quyết trận tử chiến. Tới nay ở trên chiến trường, đối thủ mà hiện nay ta đang đối diện chính là đối thủ mạnh nhất trên cõi đời này. Đa tạ ông trời đã ban cho ta thời khắc này. Sau trận chiến này ta sẽ vinh dự vì hắn, hoặc là hắn sẽ thấy vinh dự vì ta. Sao đột nhiên tấn công quân Tần chứ? Tư Mã Hân đã phái tín sứ tới, nhưng Chương Hàm không đồng ý. Ta không đồng ý, lén lút bàn bạc với Tư Mã Hân, cho nên đã phái bộ tướng quân vượt qua Chương Thủy tấn công thủ quân Chương Hàm ở Chương Nam. Nếu là như vậy, tại sao không điều động chủ lực từ Hoàng Thủy Thượng Du tấn công quân Tần, đánh bại chủ lực của hắn khiến Chương Hàm hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu? Truyền lệnh của ta, khai chiến mọi đường. Dạ. Khoan đã, hiện giờ Chương Hàm như con thú bị dồn vào chân tường, tấn công từ chính diện chắc chắn chịu thiệt, phải tấn công từ bên hông. Á phụ à, cách đánh mặt đất như vậy ta không biết. Tấn công từ chính diện, phá vỡ phòng tuyến của hắn,
Triệu Cao to gan dám giết vua Soái Ngôi, ta phải nhanh chóng về cùng chính ta giết chết tên gian tặc này. Không cần phải đi, bọn họ đã phái người tới rồi. Cái gì? Phái người tới rồi? Có lẽ sợ chuyện giết vua Soái Ngôi tới tay chúng ta xảy ra biến cố, triệu chúng ta trở về bẩm báo. Người đâu? Bị ta giết rồi. Hả? Tướng quân, triều tần ta ký số đã tận, bệ hạ dễ dàng tin dùng người như Triệu Cao nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Thật ra sớm đã nằm trong dự liệu rồi. Đã như vậy rồi thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không có sự lựa chọn, không có ai hỗ trợ chúng ta, chúng ta chỉ có thể đầu hàng quân Sở thôi. Ngài vừa nói gì? Đầu hàng quân Sở sao? Ngài có biết là Hạng Lương đã bị ta giết chết, nếu ta đầu hàng quân Sở, Hạng Vũ có tha cho ta hay không? Vậy Triệu Cao có tha cho ngài hay không? Nếu như ngài đưa binh trở về Hàm Dương giết chết Triệu Cao, rồi sau đó thì sao? Đại tần ta có thể chống đỡ mấy ngày nữa? Tướng quân đã cố hết sức, những chuyện xảy ra sau này chúng ta không thể nào nhúng tay vào được. Quả nhiên đúng như ngài nói, Trương Hàm này lập công là chết, không lập công thì cũng là chết. Hôm nay ta đã đánh thắng trận, nhưng mà ta buộc phải đầu hàng quân địch. Ở trên đời này tại sao lại có chuyện như vậy? Đem ít rượu tới đây, đem rượu tới đây mau. Trường sử đại nhân, hôm nay chúng ta cùng nhau uống rượu chiến thắng này. Nếu như lúc khác chúng ta gia nhập với Trương quân Sở rồi, e là phải uống rượu trong đau khổ. Quân sư, các ngươi ra ngoài đi. Đó, Á Phụ, có suy nghĩ gì? Sứ giả của Trương Hàm đã tới rồi. Sao hả? Hắn ta đang chỉ mưu thế nên muốn sỉ nhục ta sao? Trái lại đó, hắn có ý muốn đầu hàng. Ừ? Cái gì? Nghe nói Triệu Cao đã giết Nhị Thế, lo sợ Trương Hàm và Tư Mã Hân sẽ tìm hắn trả thù nên triệu bọn họ tới Hàm Dương. Bọn tần sắp tiêu rồi, tiếp tục bán mạng cho họ cũng không có ý nghĩa. Chắc chắn Trương Hàm đã thấy được điều này nên mới quyết định đầu hàng. Ta sẽ không chấp nhận. Tại sao chứ? Trương Hàm chỉ có một kết cục thôi, đó là phải chết dưới kiếm của ta. Ngài điên rồi sao? Ngài, người ta tới đầu hàng mà ngài muốn giết người ta. Ta nói cho ngài biết, còn rít trăm chân, chết vẫn còn động đậy. Quân đội của Trương Hàm đúng là kẻ thù của chúng ta, nhưng cũng là đối thủ đáng cho chúng ta trân trọng. Chính trong lúc này, bọn họ cũng có thể gây ra tổn thất lớn cho chúng ta. Trận chiến hôm qua đã nói rõ vấn đề rồi.
chúng ta có thể đánh lại hắn ta. Ta cần phải phân cao thấp với hắn trên chiến trường. Nếu như ta không đánh bại hắn nhưng chấp nhận sự đầu hàng của hắn thì thắng lợi này khiến ta cảm thấy chán ghét. Thượng tướng quân à, chúng ta phải lấy được thiên hạ, không phải báo tư thù. Chương Hàm đã đi vào bước đường cùng. Hắn là một kẻ không sợ chết, ngài lại liều mạng với kẻ không sợ chết. Ngài có bao nhiêu phần thắng? Như lại trong tay của kẻ tuyệt vọng hiện đang nắm giữ 20 vạn đại quân, cho dù ngài có giành được thắng lợi như ngài mơ ước đi nữa, nhưng mà phải hy sinh tính mạng của biết bao nhiêu người. Ngài muốn ai sẽ chết? Là ta, Chung Ly Muội, Lý Bố, Long Thư. Ta cho ngài biết, cho dù Hạng tướng quân sống lại cũng không ủng hộ ngài đâu. Thượng tướng quân, hãy suy xét đi. Trường sử đại nhân, trong rừng cây kia hình như là cây du. Suy nghĩ của tướng quân đúng là khác với người bình thường đó. Trong thời khắc này không quan tâm tới thắng thua, trái lại người quan tâm tới rừng cây. Chúng ta sắp phải tham gia nghi thức đầu hàng rồi. Quân sợ có ý định sỉ nhục chúng ta, cho nên bọn họ mới chọn lựa nơi này. Trước đó ta thấy lo cho tướng quân, có lẽ ngài sẽ đau lòng tới đi không nổi nữa. Nhưng mà không ngờ, trên mặt của tướng quân không biểu hiện sự vui vẻ, nhưng đó là sự thoải mái. Trường sử đại nhân, ta sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện. Năm đó, do trung gian kế của Triệu Cao nên đại tướng quân Mông Điềm đành tự sát. Ngài ấy đã đuổi hết hung nô ra ngoài đại mạc của Tây Bắc. Vì để đề phòng kỵ binh của hung nô đột nhiên nam hạ, cho nên quyết định trồng cây du ở tại Tây Bắc. Từ đó hình thành nên một khu rừng rộng lớn. Đây chính là lớp lá chắn tự nhiên có tác dụng ngăn chặn kỵ binh của hung nô đột nhiên nam hạ. Cho nên ta nhìn thấy những cây du trong rừng đó, bực giác nhớ lại Mông Điềm tướng quân. Thì ra là như vậy. Nhưng mà đã đi tới bước này, cho dù Mông Điềm tướng quân vẫn còn sống cũng không cứu được Đại Tần đâu. Nè nè, đó là Chương Hàm tướng quân sao? Nếu ta là hắn, ta đã chết rồi. Tướng Hàng Chương Hàm, khấu kiến Hàng Vũ tướng quân. Tướng quân, không cần như vậy, đứng dậy đi. Mời ngồi. Tạ tướng quân. Tướng quân à, ngài làm sao vậy? Ta đang nghĩ, trong triều tần của bọn ta không bao giờ tôn trọng người kém cỏi hơn họ. Chưa bao giờ. Giữa quân thần với nhau không bao giờ có ân tình.
giữa thần và thần với nhau, thường xuyên đấu đá lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Hàng Vũ tướng quân và ta trong quá khứ từng là kẻ thù, nhưng hôm nay khi gặp tướng quân, ta thật sự không thể ngờ được ngài lại có thể dùng thái độ hòa nhã như vậy đối xử với tướng đầu hàng như ta. Tâm trạng hiện giờ của Chương Hạo Thật sự không thể diễn tả bằng từ ngữ. Ngay lúc này ta chỉ muốn khóc một trận thật thoải mái. Ngài đã từng gây ra rắc rối rất lớn cho bọn ta. Ta đã xem ngài như là kẻ thù lớn nhất, nhưng do ngài biết cách chỉ huy quân đội, đó là bởi vì dũng khí của ngài. Ta cũng là một tướng quân, ta vô cùng khâm phục ngài. Trước đây chúng ta là kẻ thù, sau này ta và ngài là cùng một chiến tuyến. Ta tướng quân, từ đây về sau Chương Hàm xin nghe theo lời tướng quân sai khiến. Ê, đừng nói sai khiến, ngài không phải thuộc hạ của ta. Ta đã suy nghĩ rất lâu, và đây cũng là suy nghĩ chung của ta và Á Phụ. Chúng ta hy vọng đối đãi ngài như là dương. Bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là Ung Dương. Chương Hàm cảm thấy hoảng sợ. Dương không dám nhận. Ta chính là thượng tướng quân của Sở Hoài Dương, không có quyền tùy tiện quyết định, nhưng ta sẽ bẩm báo với ngài ấy. Ta tin là Hoài Dương cũng sẽ ân chuẩn. Ung Dương, từ đây hai chúng ta phải cùng nhau lật đổ Bạo Tần. Thân là Ung Dương, ngài hãy ở trong trướng của ta. Nhiệm vụ chỉ huy 20 vạn quân Tần trước kia giao lại cho thượng tướng quân Tư Mã Hân đi. Được. Con người đó giả điên giả khùng bao nhiêu năm qua, xem ra Tử Anh còn đáng sợ hơn Hồ Hởi. Cũng may là hắn không có thế lực gì hết. Ai dám tranh giành với ta chứ? Ta muốn ai lên làm hoàng đế thì người đó làm hoàng đế. Bái kiến thừa tướng. Chư vị đại nhân, tên hoàng đế Hồ Hợi quy thiên rồi, là tự sát. Đây là ý trời, cho nên ta đành phải thuận theo ý trời thôi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn. Tuy rằng bổn tướng đã thay thiên hạ tiêu diệt được bạo quân vô đạo Hồ Hợi, phải có nhiệm vụ lập chủ cho Tần. Còn Tần trước giờ vốn là nước nhỏ, từ khi hoàng đế tiêu diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ, sau đó xưng đế, nhưng hiện nay sáu nước đều dần dần phục hồi, nước Tần chỉ còn lại phần đất vốn có trước đây thôi. Xưng đế trống không, có danh không thực. Cho nên bổn tướng tuyên bố Tần là Dương quốc, hoàng đế vẫn gọi là Tần Dương, và lập công Tử Anh làm Tần Dương. Không biết mọi người ý kiến ra sao?
Thừa tướng anh minh. Thừa tướng anh minh. Hồ hởi báo ngược vô đạo, không thể xưng đế. Thi thể của hắn chỉ có thể dùng lễ của bá tánh chôn trong nghi xuân uyển tại Đỗ Nam, không thể chôn trong tổ lăng. Và điểm này mọi người có ý kiến gì không? Thưa tướng anh minh, Hồ Hợi thực sự không có tư cách an táng theo dương lễ. Vậy tốt. Vậy thì ngày hôm nay, theo như ý kiến của các tông thất đại thần, cho nên công tử anh được chọn làm tần dương cùng với Ngọc Tỷ, cho người nhanh chóng đưa qua đây. Đợi tới 5 ngày sau trai giới sẽ tiến hành đại lễ tần dương lên ngôi. Nếu như mọi người không phản đối, vậy thì tan triều đi hả? Nghe nói Chương Hàm đã đầu hàng. Lần này thanh thế Hạng Vũ nâng cao, uy hiếp Hàm Cốc Quan. Quân Tây Chinh của Lưu Bang cũng đã tiến vào Vũ Quan. Thành Hàm Dương đã bị sự uy hiếp trực tiếp. Quan viên triều Tần, bá tánh đều vô cùng lo sợ. Tần dựng nước 600 năm nhưng mà chưa bao giờ gặp phải cơn nguy lớn tới như vậy. Tất cả những điều ngươi nói không phải là do chính tay ta. Nước Tần mới thay đổi như vậy phải không? Nhưng mà người cũng phải nghĩ cách gì đi. Chuyện nước Tần bị diệt vong hiện giờ cấp bách lắm rồi. Bây giờ Hồ Hợi cũng đã chết, chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao hả? Ta vẫn chưa biết phải làm sao nữa. Người là một người túc trí đa mưu. Bây giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa. Đều đang đợi nghe lời của người. Người phải có ý gì đi chứ. Đông thì có liên quân của Hạng Vũ, Nam thì có Lưu Bang. Thành Hàm Dương này e là không giữ được rồi. Vậy ý của người muốn nói là chống đỡ lúc nào hay lúc đó sao? Nếu như quyết định tiếp tục đánh, trái lại bọn họ càng hận ta thêm. Nè nè, ta hỏi ngươi, cái tên Lưu Bang đó, con người của hắn được coi là thông minh không? Hắn... Đuổi lại đi. Sao kỳ cục vậy? Sao không có chuyện gì nữa? Sao lại đột nhiên đóng cửa thành? Tại sao họ lại đóng cửa thành vậy hả? Nghe nói là quân phòng chạy tới ngay trong đêm. Cũng chỉ nơi này, ba cửa thành khác cũng đã đóng luôn rồi. Tại sao lại không cho qua chứ? Đúng rồi, cũng biết có chuyện gì nữa. Phòng tiên sinh dự đoán không sai. Chắc chắn là nội bộ của nước Tần đã xảy ra biến cố rất lớn. Chúng ta không thể lộ diện ở nơi này được. Mau trở về khách điếm. Không biết là tại sao đại nhân lại bắt tiểu nhân tới đây. Ngươi từ đâu tới đây? Tôi là thương nhân Đông Dương, tới Hàm Dương này để mua bán thuốc. Đồ. Việc buôn bán của ngươi thế nào rồi? Ở đâu cũng đang đánh nhau. Thật sự kiếm được chút ít. Có điều nguyên liệu thuốc ít có nơi nào thu mua lắm. Chỉ có những thứ như rễ sắn, cam thảo, những nguyên liệu rất bình thường. Thì ra là vậy sao?
Không biết trong quân bái công đang cần nguyên liệu thuốc phải không? Hả? Tiểu nhân không biết đại nhân vừa nói cái gì. Trong quân bái công, người phụ trách bổ sung hậu cần đều do một mình Tiêu Hà phụ trách. Lưu Quán người chính là kẻ chạy việc bên cạnh của Lưu Quý, hoàn toàn không phải người bán thuốc. Diêm Lạc, người nói đúng không? Thừa tướng đã nói rất đúng. Lần này Lưu Quán ngươi từ xa tới đây, Triệu Cao ta đã không ra phủ nghênh đón. Cũng mong là ngươi đừng có trách ta. Thông minh. Mọi người đều nói là Triệu Cao này con người tàn ác bất nhân, là quái vật không có tính người. Thật ra điều mà ta ghét nhất chính là chém chém giết giết, không phải sao? Hả? Có phải là tướng quốc các người muốn giết ta không? Tiểu nhân không biết. Vậy thì muốn thả ta sao? Tướng quốc dặn dò để người yên tâm ở đây. Những chuyện khác tiểu nhân cũng không thể trả lời người. Muốn giết thì giết, muốn chém thì chém. Giở trò bị ổi không phải hành vi của nam tử hán. Ai chà, đúng là quá tốt đó. Ta nghe nói dưới trướng bái công đều là hảo hán, hôm nay gặp mặt xem như đã biết rõ. Một là ngươi hãy giết ta, còn không thì thả ta ra. Ngươi làm như vậy là sao? Triệu Cao có điều này muốn hỏi. Không biết bái công có cảm nhận được là liên quân chư hầu vừa tới, nước Tần sẽ tan thành theo mây khói, không còn tồn tại nữa. Lão tử muốn nói với ngươi câu nói này. Hôm nay ngươi có thể lấy mạng của ta, nhưng mà không quá 2 tháng đâu. Nước Tần của các ngươi bị địch tấn công, ắt vong. Ta cũng suy nghĩ như vậy đó. Cho nên chúng ta có thể bàn bạc ôn hòa không? Hả? Ngươi cảm thấy ta có cần bàn bạc với ngươi hay không? Không phải ta bàn với ngươi, ta muốn bàn chuyện buôn bán với bái công đó. Được, vậy thì ngươi nói đi. Chúa công, trên Hành Vũ Quan vắng hoe không một bóng người, còn lá cờ của Tần Quốc không biết từ lúc nào đã bị xé mất. Đây có thể nào là sách lược đánh lạc hướng của họ không? Có lẽ nào biết được Chương Hàm đã đầu hàng Hạng Vũ nên đã bỏ trốn không? Không thể nào. Thám mã của chúng ta mới vừa báo cáo chuyện này, làm sao họ có thể biết nhanh như vậy? Mọi người chỉ biết là Chương Hàm đầu hàng, nhưng có biết là tại sao không? Đánh không lại thì đầu hàng thôi. Ê, trời ơi, đáng động não một chút đi. Trong tay nắm 20 vạn binh tinh nhuệ, vừa chiếm ưu thế thì làm sao lại đầu hàng chứ? Ý của chúa công muốn nói là nội thành Hàm Dương đã xảy ra biến loạn. Chúa công, Lưu Quán tới rồi. Lưu Quán tới rồi. Chúa công. Thế nào? Chúa công, Lưu Quán báo cáo Triệu Cao chịu liên minh với chúa công. Liên minh? Liên minh? Đúng vậy, Triệu Cao đã giết hoàng đế Hồ Hợi, đưa Tử Anh làm vua, hơn nữa ra lệnh cho quan binh giữ thành lập tức rút về Hàm Dương. Nói như vậy là bây giờ Vũ Quan đang không có một bóng người sao? Đúng vậy. Vào lúc này mà muốn liên minh với ta sao? Đừng có mơ. Ông ta đã bị lỡ dịp, không còn tư cách để trao đổi với chúng ta. Chúa công, binh mã của chúng ta đang mệt mỏi,
nên nhân cơ hội này để cho họ được nghỉ ngơi một chút vậy. Không thể nghỉ ngơi được. Bây giờ thời gian đối với chúng ta là rất quan trọng. Hả? Đừng quên là Hoài Dương đã có hứa, ai vô trước sẽ là Dương. Nói với các huynh đệ, chúng ta lập tức khởi hành tới Hào Quang, ngựa không dừng chân. Sau khi tới đó rồi, có rượu, có thịt, có nữ nhân. Dạ, dạ. Đi, đi, các huynh đệ, đi thôi. Đi nào các huynh đệ. Bái kiến điện hạ. Được rồi, bà cũng tới để kiểm tra ta sao? Mấy ngày nay khách khứa tới chúc mừng đông đủ, đều để tìm kiếm một chức vị. Không ngờ rằng hàng xá chỉ đủ để cột ngựa của chúng ta, trong phút chốc lại có đông đảo khách khứa tới như vậy. Nhà lợi ích gia nô, mấy ngày nay bà vất vả nhiều lắm. Đây là công việc tiểu nhân nên làm. Ta vẫn đang lo lắng, là phúc hay họa vẫn chưa biết chắc được. Người đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên hạ bị Hầu Hợi Triệu Cao làm cho rối loạn, người nằm gai nếm mật bao nhiêu năm nay, đương nhiên phải vì thiên hạ mà phấn đấu, chứ đừng vì Triệu Cao đã tiến cử người mà mang lòng lo lắng. Đề cao ta quá rồi, ta cũng chỉ vì mạng sống mà thôi. Có điều bà nói rất đúng, phấn đấu không hổ sứ mệnh của hoàng thất. Điện hạ, tiểu nhân xin tiến cử hai người này. Ồ, bái kiến điện hạ. Những lúc như vậy không cần giữ lễ. Tạ điện hạ. Điện hạ, đây là cô con gái thất lạc nhiều năm của người Ấu công chúa. Con gái của ta sao? À, đã lớn như vậy rồi sao? Phụ vương thật có lỗi, phụ vương thật có lỗi. Mấy năm nay ta cứ tưởng con đã chết rồi. Lại đây, lại đây, để phụ vương nhìn con một chút. Phụ vương, suốt mấy năm qua con đã bị Thần Hy công chúa giấu suốt ở trong cung. Con ngày đêm thương nhớ phụ vương. Nghe nói người không bị điên. Không có. Như vậy là quá tốt rồi. Phải. Cuối cùng đã có hy vọng rồi. Phải. Còn vị này là vị này là Hạng Đàm, người hầu cận hôm đó. Toàn bộ sự việc cậu ấy đã nhìn thấy rất rõ, và bây giờ lánh nạn ở nhà tiểu nhân. Triệu Cao phản nghịch vô đạo, đã giết chết Hồ Hợi hoàng đế, muốn cướp ngôi. Nhưng bây giờ hắn lại đưa hai tay dâng ngôi vị lại cho người, không biết là hắn có dụng ý gì. Điện hạ, chính tên Triệu Cao đã đích thân thừa nhận trước đại điện là chính ông ta đã ép chết hoàng đế. Nhưng mà Triệu Cao không hề nhắc tới chuyện muốn tự mình xưng đế. Tại sao vậy? Vì sợ bị quần thần phản đối. Nếu ông ta xóa ngôi đoạt vị thì sẽ lập tức bị đánh dẹp. Cho nên chỉ có thể mời điện hạ đứng ra thôi. Không biết điện hạ có biết được là Vũ Quang đã bị mất rồi. Hả? Cái gì? Từ đâu mà ngươi có tin này hả? Từ khi Hồ Hợi hoàng đế bị hại, tiểu nhân đã cho đặt tai mắt ở trong tướng phủ. Trước đây Vũ Quang bị mất hoàn toàn không giống như báo cáo, mà là chiến sự bất lợi. Thủ quân Vũ Quang không chiến đấu mà lui, để lại một quan ải trống không, coi như là tặng không cho quân sở. Đây là món quà mà Triệu Cao đã dâng tặng cho Lưu Bang đó. Ta dù có dũng khí hy sinh cả mạng mình, nhưng không có sức xoay chuyển trời đất. Không lẽ ta cũng bị trời đất nguyền rủa nữa hay sao? Điện hạ, bây giờ không phải là lúc để người than thở. Triệu Cao không phải huyết thống của Tiên Hoàng Doanh Chính thì sao có thể làm việc cho nhà Tần được chứ? Hắn tự cho rằng có thể nắm được tất cả nhà Tần,
để rồi lấy đó đem đổi chác với người Sở. Nhưng không phải ông ta đã đồng ý lập Dương cho ta sao? Điện hạ, đây chỉ là vì Triệu Cao muốn điện hạ làm con rối mà thôi. Tạm giữ vững ghế quần thần, chờ sau khi Lưu Bang tiến vào Hàm Dương xong sẽ đem toàn bộ hoàng tộc dân ra. Điện hạ người thử nghĩ đi, nếu Triệu Cao không có ý định muốn ôm đại quyền một mình thì lấy gì đàm phán với quân Sở đây? Nhưng quân Sở tiến vào Hàm Dương rồi thì người không còn là vua nữa, mà chỉ là con rối trong tay của Triệu Cao. Điện hạ, nếu chúng ta không sớm lo tính toán, cơ nghiệp của nhà Tần sẽ bị hủy hoại trong tay của tên quản quan đó. Xin phụ vương có quốc gia làm trọng, tiêu diệt Triệu Cao đã tới thời khắc phải quyết đoán rồi. Bình thường ta không có hứng thú với quy quyền, bao nhiêu năm nay ta chỉ nghĩ làm thế nào để giữ được mạng sống. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ta phải làm sao đi? Hàn Đàm, theo huynh quan sát, các đại thần đang nắm giữ binh quyền có trung thành với Triệu Cao không? À, theo tiểu nhân được biết, vệ quân đô quý trước mắt là rất trung thành với Triệu Cao, Hổ Bôn quân đô quý thì cũng như vậy. Tên Triệu Cao còn hứa là sẽ thăng cấp cho hai người này làm tướng quân. Hàm Dương lệnh Diêm Lạc càng là con trẻ ông ta. Đã như vậy, nếu chúng ta bước dây động rừng, không phải tự tìm đường chết sao? Không phải đâu điện hạ. Tuy rằng Triệu Cao đang nắm giữ một bộ phận binh mã, nhưng những người này rốt cuộc là người Tần, nhiều đời trung thành với Doanh Thị. Chỉ cần Triệu Cao vừa chết đi, họ buộc phải tôn điện hạ lên làm vua, không còn sự lựa chọn nào khác. Điện hạ, nếu vậy thì cược một trận, cho ta biết nên làm sao. Cáo bệnh, trước khi cáo miếu thì Triệu Cao tất nhiên sẽ tới thăm. Chỉ cần hắn bước vô cổng phủ này rồi, tuyệt đối không cho hắn trở ra. Dòng báo nhà Tần đang lưu chuyển trong cơ thể của con và phụ thân, thà rằng một phen sống chết chứ quyết không làm cừu non chờ chết. Được, cứ làm vậy đi. Nhạc phụ đại nhân, công tử anh gửi thư nói là đã ngã bệnh, mong người tới thăm một chút. Bệnh rồi? Bệnh gì vậy chứ? Với sức khỏe tệ hại như của công tử, mới trai giới có 5 ngày là đã bị bệnh. Bộ hắn ta tưởng mình là hoàng đế thật sao? Đúng là bực mình. Không đi, ngôi vua của hắn là do chính ta phong, dựa vô đâu hắn lại lên mặt kêu ta đi thăm chứ? Cũng chính vì người đã phong cho hắn ta ngôi vị này đây, nên hắn ta mới tỏ ra vẻ để cho quần thần nhìn thấy. Bên kia báo tin Lưu Bang đã lấy được Vũ Quan rồi, bây giờ đang ngày đêm không ngơi nghỉ tiến thẳng về Hào Quan. Cho nên trước khi quân Sở tới nơi đây, cứ để cho hắn ta làm vua vài ngày đi. Nói cũng không sai, dù sao hắn cũng là vua mà. Thừa tướng đại nhân. Miễn lễ. Điện hạ, dạo này tình hình sức khỏe sao rồi? Phụ thân bệnh nặng, mời thừa tướng vô phủ tham kiến. Ồ, đi. Thừa tướng đại nhân, phụ thân đã đau đầu mấy ngày nay, sợ không chịu nổi cảnh có quá đông người, xin thừa tướng chỉ vô một mình người thôi. Nếu vậy thì các ngươi ở bên ngoài, ngươi đi theo ta. Ê,
Điện hạ, lòng thể bất an. Lão thần Triệu Cao đã tới thăm trễ, rất mong được điện hạ thứ tội. Thưa tướng, không cần dự lễ, mời bước ra phía trước. Dạ. Ngày mai là ngày Tốt Thái Bộc đã tính để chúng ta tổ chức đại lễ cáo miếu nhận chức. Không biết điện hạ có thể nào gắng gượng để tham dự không? Đương nhiên là phải gắng gượng rồi. Ngày mai chính là ngày quả nhân kế gì, nhất định phải đi. Người đâu? Các người đâu? Các người muốn làm gì đây? Các người muốn tạo phản sao? Giết! Điện hạ, thần vẫn luôn hết lòng ủng hộ điện hạ. Điện hạ, tại sao người lại lấy oán trả ơn như vậy chứ? Không biết sau khi ông chết rồi, làm sao ăn nói với tiên đế và mong điềm đây? Triệu Cao, làm người thì phải biết ân biết nghĩa. Tuy tiên phụ của ông có ân với hoàng thất, nhưng thời gian thủy hoàng tại thế đã trả ơn cho ông đủ lắm rồi. Một kẻ bề tôi là con của nô bộc như ông, mà nhất là hoàng đế nhị thế, đã hết lòng tin tưởng dựa vào ông, coi ông như cha, ông còn nhẫn tâm đối xử như vậy. Công tử anh, người cũng được lắm đó. Triệu Cao ta thật sự quá coi thường ngươi rồi. Đúng vậy, Triệu Cao ta đã từng làm những chuyện đó. Ở xa không, người đã giấu tin thủy hoàng đế mất tích là ta. Người giết cha ngươi phụ tô cũng là ta. Hồ hỡi, người giết tên ăn hại đó cũng là ta. Ra tay sát hại dòng họ của hoàng thất, chiến tướng công thần, che giấu chiến báo, thao túng triều chính, tất cả là ta. Các người không là cái gì hết. Cái gì triều đình, cái gì thiên hạ, đều không chịu nổi sự tấn công của ta. Ta có chết cũng đáng giá, bởi vì cố nhân của ta sẽ tế ta là một anh hùng. Bởi vì đế quốc thực mắc cười của các ngươi đây lại bị một hoàng quan người không ra người, quỷ không ra quỷ như ta làm cho phải tan nát. Các ngươi cứ chờ để thấy cảnh bị mất nước đi. Tên khẩu nô tài cấm miệng đi. Sao có nhiều người chết vậy? Sao lại có nhiều người chết quá? Không biết có chuyện gì xảy ra, chuyện gì ở đây? Chết quá vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao chết nhiều người quá?
nghịch tặc Triệu Cao, thao túng Triều Cương, dối trên gạt dưới, giết vua phản chủ, nên đã bị quả nhân hành hình rồi. Triệu Cao đã chết, Tần Dương đương quyền. Xin các vị ủng hộ người, đi theo người. Tần Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, đại vương vừa hỏi qua tình hình ngoài chiến tuyến. Phụ thân sinh ra với tính cách không phải để làm vua, ngày nay cũng vì bất đắc dĩ mới lên ngôi. Để người chủ động nghĩ những điều này, thực ra đây không phải là chuyện của một nữ nhi phải làm. Thần đã hiểu. Tuy rằng công chúa Điện Hạ không thể khuyên ngăn đại vương, nhưng có thể vì nhà Tần mà thay đại vương làm vài chuyện. Ta có thể làm gì chứ? Ngày nay Lưu Bang đang dẫn đầu 2 vạn quân Sở và đã áp sát Hào Quang. Đây chính là cửa ngõ ra vào cuối cùng của Hàm Dương ta. Nếu như Hào Quang thất thủ, Hàm Dương sẽ vô cùng nguy hiểm. E rằng chỉ trong chớp mắt sẽ trở thành một đống quan tàn đổ nát. Nếu như tiên sinh không nhắc, suýt nữa đã lỡ chuyện lớn rồi. Quân bảo vệ Hào Quang giống là quân đội Hàm Dương của nhà Tần ta, là binh mã hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Nhưng đó là điều lúc trước đây. Thời gian nhị thế tại vị đã làm cho binh đoàn này trở nên rời rạc lẻ tẻ, nên tiểu nhân e rằng sẽ không chịu nổi tới cuối cùng. Vậy nên khích lệ ra sao đây? Nếu nói khích lệ thì đã không cần nữa. Phải học theo sách lược Thủy Hoàng Đế: người có công thưởng, người chạy trốn tiêu diệt. Được, cứ làm như vậy. Lập tức phái sứ giả đi xuyên đêm để đưa mệnh lệnh này tới Hào Quan. Dạ, thần sẽ làm lập tức.